Alo, alo. Alo. Đây là đài phát thanh của người dân phường Ánh Sao. Và sau đây là bản tin buổi sáng. Như thường lệ, phường Ánh Sao kêu gọi tinh thần tiếp tục tăng gia sản xuất của người dân. Đồng thời, trời ơi, vô tới trong này còn nghe cái giọng của ảnh nữa. Cho hơn 300 nam nữ. Về hoạt động đoàn thì nhìn chung đều làm tốt phong trào và đang có chiều hướng đi lên. Tuy nhiên, bà nào cũng bao nhiêu đó, cái hoài mở miệng sao hết sức chịu được. Là trong 162 học sinh cấp 3 đã có 100 em đoàn viên về sinh hoạt tại phường. Mục tiêu sắp tới, phường Ánh Sao sẽ xây dựng tụ điểm vui chơi rộng trên 1.000 mét vuông. Sao ngộ nha. Để các em thiếu nhi có bố này nó mất trí nhớ sao mà làm đọc nước tàu chứ. Những cái danh hiệu phù phố văn hóa. Và sau đây, tin đặc biệt nhằm tạo sân chơi vui mới lạ cho người dân trong phường, ban lãnh đạo đã quyết định tổ chức cuộc thi hoa khôi phường Ánh Sao. Thi gì? Thi hoa khôi. Đối tượng là tất cả các chị em phụ nữ trong phường, không phân biệt ngành nghề. Địa điểm đăng ký là ủy ban phường Ánh Sao. Trời ơi mệt quá mệt. Anh nói cái thời tiết gì đâu mà đi ở ngoài đường á, đi bộ mới chút xíu à. Mà nắng nóng nó chả mồ hôi giống như là mình mới tắm xong vậy đó. Mệt quá trời. Ê. Ê. Ủa nãy giờ tôi nói chuyện hai người có nghe gì không vậy? Có nghe không? Nghe làm ơn làm phước cho tôi một cái phản ứng giùm cái đi, giống như tôi đang nói chuyện không lâu một mình tôi vậy trời. Tôi nói nghe nè. Ừ, đi ở ngoài đường á, nghe nguyên một phường mình nói là đang bàn tán cái vụ mà thi hoa khôi của phường mình nè à. Cái vụ mình vui nha, vui nha, vui nha. Bây giờ, nè nè. Bỏ cái điện thoại xuống. Có, nãy giờ con có nghe. Con nghe rất là rõ từ cái vụ thi hoa khôi đó bác. Hồi nãy con mới vừa xuống, con nghe thi thú gì đó lại. Ờ, quên. Ba, thi hoa khôi. Dạ. Thi hoa khôi ở trong phường mình nè à. Dạ. Trời ơi, bây giờ mọi người ai cũng đang nao núng cái vụ đó trơn hết á. Thi chứ, tôi thi á là không phải là gì mà vì tiền, tôi thi vì danh dự. Tôi muốn cho cái con Anna nó biết á là trong cái phường này ai là người đẹp nhất phường. Có vẻ là những con người còn nhớ chuyện cũ hỉ. Nhớ chứ hỉ, đó là một mối thù không bao giờ quên được. Ơi, hay là mình chơi tấm cám đi. Ồ, được đó. Thôi, Na làm tắm, em làm cám. Sao em không được làm tắm? Na đẹp hơn, Na được làm tắm. Chịu đâu. Dạ, em cám không anh? Ờ, hay là mình lấy kia chơi đi. Đây. Gì? Gì? Không được đâu. Đây, bà bị có sao không bà? Sao đâu. Ê, nhưng mà bà có thi không? Có chứ, tôi qua đây tôi rủ bà đi thi mà. Thiệt hả? Nhưng mà tôi hả? Tôi là tôi không có cần danh hiệu hoa khôi đâu nha. Chứ cần gì? Tiền. Giá phụ lấy cái tiền rồi mà đợi. Nè, ai thi thì mặc ai nha. Còn riêng con Na đó là không được nghe chưa. Ủa sao vậy nội?
Ủa sao tao không đi thi được vậy nói? Con gái, con lứa, người ta ở nhà ta lo cơm nước, tề gia nội trợ, thấy không? Là giỏi rồi. Thi thua ba cái đó nhảm nhí, đồ có lo được cái bụng không? Suy nghĩ cổ lũ sĩ hết sức. Thôi, mà cho con đi thi đi nội. Nên nhìn con nè, con đẹp vậy á, con mà đi thi chắc chắn có thể trở thành hoa khôi nha. Tới lúc đó, đợi bước ra đường ai cũng nói nội là ông nội của hoa khôi. Nở mày nở mặt lắm á nội, đúng không ba? Đúng không má? Dạ dạ đúng rồi đó ba. Nở mày nở mặt hết. Dạ. Câu sáng của mặt tay, nở mày nở mặt thì cái gì? Phải ba ơi, tại vì bây giờ mới rồi đó, cho nên là mình phải thay đổi cái cách suy nghĩ một chút xíu đó ba. À đúng không ba rớt? Ba rớt. Ba suy nghĩ kỹ rồi. Cái chuyện này đó, dạ, ba không đồng ý đâu. Mặc dù mục đích của chúng ta khác nhau, nhưng mà chúng ta cùng một chiến tuyến. Chúng ta sẽ phải hợp sức. Đúng, chúng ta phải cùng số 3 trận mạc và lấy chiến thắng. Bà nội, bà. Tôi còn con Na đâu rồi? Nó không có ăn bà. Ủa, sao nó không ăn? Na bị bệnh hả con? Bệnh gì mà bệnh? Tuyệt thực. Cái gì? Tuyệt thực. Ủa sao lại tuyệt thực? Nó nói á, là chừng nào mà ông nội cho nó đi thi thì nó ăn cơm lại. Mày giống chơi chiêu quá không hả? Mày biết gì mà chiêu? Không đói rồi. Có nhịn đói tới bao lâu? Đói bụng phải mò chúng mày ăn thôi à. Ừ. Chú nhưng mà làm vậy tội bé Na chú. Lỡ bé Na ngã bệnh sao? Tội nghiệp con nhỏ, nó đau bao tử không biết giờ nó than khóc đổ trên lầu. Đây nè, bà ăn đi, đừng nói nhiều nữa. Cái gì vậy? Đưa nguyên cái này sao ăn? Sao được, ông nội biết thế nào con cũng xuống bếp á ha, con luộc cơm mà, cho nên á cầm đoàn bánh tét đứng đây rồi sẵn chờ bay để đưa bay cho ăn đó. Thiệt tình sao ai cũng biết được ý định của mình chứ. Trước sau cũng gì cũng biết nữa, để bụng đói rồi sao ngủ được. Ngon quá nội ơi. Ngon không không con? Thấy nội lo cho con ghê không? Nội cái gì nói nội nghe. Nội quyết định là cho con đi thi phó ông nội. Ủa nữa hả con? Sao con dai như đĩa vậy? Nè, nội nói không là không nghe chưa? Ăn xong đi, rồi đi ngủ. Nội! Nội! Có sao không? Đã mất hồn à. Đâu biết đâu, tưởng em thấy anh rồi. Mới đâu, đang ăn. Chịu ăn rồi hả? Đói quá biết sao giờ. Ừ, vậy là bỏ ý định rồi phải không? Ý định tuyệt thực em sẽ bỏ. Nhưng mà còn ý định mà đi thi hoa khôi không bao giờ em bỏ cuộc. Nhưng mà đi thi hoa khôi là người ta phải giảm cân á. Em giờ đâu có làm được. Giảm cân thì ngày mai em giảm đi. Bữa nay em chưa có ăn cái gì hết rồi. Vậy giờ tính sao? Nói chung là em sẽ có rất nhiều cách để đi thi hoa khôi. Nhưng mà tạm thời không có suy nghĩ ra được cách nào hết. Cho nên để mai tính.